bữa nay là cà rốt sinh hồi rồi. Bữa qua bà bán cực kỳ mạnh mẽ của cà rốt không nha. Bữa nay là cà rốt nhanh tới rồi. Đây là đi. Ủa, xin lỗi các bạn á. Xin lỗi các bạn vì một số kỳ là chúng tôi đã trở lại giờ đây. Một vài vài người cực kỳ là đánh cắp của cà rốt nhà mình rồi. Xin lỗi cà rốt hồng mấy ô rồi. Tại đây rồi, không được. Bữa nay là cà rốt ăn ra rồi, không được. Một vài để bác không tới rồi. Đúng á, ngon á, y giống mấy Nam Mỹ á, mình lựng áo ào vậy. Bữa nay là cà rốt bên đây rồi, ta lại đây. Một hai lên về cho cà rốt à. Thôi rồi, một hai để bắt con tóc của cà rốt Hữu Chí rồi. Hữu Chí vô này làm dữ quá. Hữu Chí dạo này làm khá là kẹp củi nó sức ra đây rồi. Gần kéo củi vô quá mất sức. Một hai đồ tốt của cà rốt bên đây và bữa nay là cà rốt chưa bê ra rồi. Một hai tạm bắt con tóc rồi. Cỏ đẹp không? Cỏ mưa cỏ đẹp lắm. Cỏ lát đẹp. Mình xanh. Coi anh em đồng bào coi nít. Có đi vô khác nha, ông Thảo bơm tàu lao. Đang lai like nói tàu lao. Dạ. Ngày giờ chưa sao mấy bữa con đi không có. Xin lỗi các bạn đi sốt kỹ thuật chúng ta đã trở lại rồi đây. Ở đây là xuống văn bớt. Mua tóc đi mẹ mama. Ờ. Mình lắm. Phát ra rồi. Cá ơi, hồi nhầm. Thôi rồi, 1, 2, 3, phát là khá sâu phút, cầu thủ banh bớ. Bữa nay là cầu thủ Ngờ Miên. Anh ta đang thể hiện những skill đánh cắp của mình. Không được, không quay được cầu thủ. Hữu Chí rồi, Hữu Chí. Chính nghe bà muốn có chuyện cực đi cầu thủ xong rồi. Quay người rất hay rồi. Vào, xong rồi các bạn được phát cực kỳ đánh cắp. Để số hiện tại là 3 mình nhưng mà đợi chị. Vậy? Đây là cầu thủ thằng ghế. Cái đội đây nè, đá sao đá giữ ráng giữ nha, tôi thấy thua phút cuối không ai. À, thua con á. À, Trịnh có tham gia. Chuẩn bị tạt luôn. Rào xem. Ôm. Ôm mấy quá bị nhất cho làm gì nhất, đúng không? Ông Phước. Một pha chìm bóng rồi. Bữa nay là cầu thủ Ngờ Miên rồi. Bữa nay là cầu thủ chiều BD. Chiều BD thì chắc cầu thủ ăn ra rồi. Một bóng vẫn đang còn ở trong đường không rồi. Một pha chìm là khá sâu của cầu thủ chiều BD. Đây bên chúng ta mà không biết bao nhiêu gió bầm luôn. Vẫn đang là cầu thủ bên bớ. Đây là một pha phát đây rồi. Bóng là ở trong trường cầu thủ Văn Hạ. Chị đây. Vâng, lưu về sau một chút nha. Cầu thủ Minh không địch. Vì chiều cao khiêm tốn nên cầu thủ Minh Thuận không để bấm được quả bóng lên này. Bữa nay là cầu thủ Chí Thiện. Chào Huy Ly nha. Ủa để bóng tốt rồi. Chị bóng ơi. Một pha đạp lại cực kỳ đánh cắt. Sút không được. Một pha sút không hiếm hấp của cầu thủ Sơn Hoài. Chào Huy Ly nha. Đây là pha đá phạt vào khu đội chụp thủ đây. Pha ơi tôi. Một pha đến đầu xíu phản đến nhà của các cầu thủ bên đội tiêm đội sọn. Đây chào Real Madrid, Atletico Madrid. Một pha phạt vào của đội Real Madrid rồi. Một pha để bắt pha tốt của cầu thủ Chí Ramon Ramos rồi. Đúng rồi. Chí Ramos. Dani Alves. Dàn đá giống Philip à? Ừ. Chân trái luôn. Hao Philip. Sao? Hiền tuổi chứ sao? Vì sao gặp này này trễ qua lên tôi cô mới mua á. Tính là thằng nó ngon chứ chú Sơn. Thằng nó ngon. Chứ bây giờ con thấy chú Sơn khen trừ thằng Delic với thằng đó. Chú Sơn ít khen bức. Bác xe mà bán chơi Coutinho tạo Coutinho đấy. Không phải do Coutinho ở đó nó dở. Chỗ hầu ở Liverpool nó tổ sáng. Tổ sáng mà. Bên nó vừa Liverpool lại mà. Vâng. Bởi nên là cầu thủ hữu chứ rồi. Nó kêu bán gì Liverpool lại
một cái mã một pha chuyền về rất chắc chắn của cầu thủ Nguyễn Văn Thi. Đây là một pha phát lên của thủ môn Văn Bố chuyền cho cầu thủ Trần Minh Thuận. Một pha xây sở kinh kinh là đẳng cấp của ta không được. Vẫn đang là cầu thủ số 2 đây. Cầu thủ Hữu Chí Nam có tóc rồi không được. Một pha chuyền là khá sâu của cầu thủ Nguyễn Sơn Hồi. Thì bên mắt của nó không băng mùa. Chúng đi bên giờ cái giờ nó đâu phải thiếu thiếu người đâu. Cần câu sẽ thay đổi rồi cầu thủ Nghĩa Sơn Hồi đã sang là cầu thủ Minh Phước và Sành. Chị bóng rồi. Ở đây là cầu thủ Bình Hạ có đơn. Chạy ra đội. Không tới rồi. Quá rồi. Thủ môn Bình Phước cầu hòa. Ngầu ngầu nhào. Hắn mắt. Chế số hiện tại là 3-2 nhìn về đội đội Real Madrid. Thủ môn mà đá banh là ngầu trâu vậy. Banh mà đứng ở ngoài sân là ra biệt được rồi. Thủ môn ngầu trâu vậy. Một pha sai lầm của cầu thủ Nguyễn Văn Hà đã khiến cho đội ta phải sai lầm của anh Gên nữa này. Anh Gên anh ở trong sân khung thành không này. Chứ anh đấy ông đứng mà ông ra hoài thôi banh thua. Trái banh đó mà đá giải cái ô. Dạ. Chú sân rồi. Xe thải mớ lập tức ơi. Đây. Đây này. Tí này. Không phải chị qua người kịch kì đẳng cấp mà bây giờ đang là cầu thủ Minh Thuận rồi. Xin hồi. Xin hồi. Tạt ngang quá. Ba người kịch kì là đẳng cấp của ta rồi không được. Xin hồi có những pha bị kịch kì là đẳng cấp nhưng mà những người cứu đường trên ta lại không chính xác. Châu hiểu. Ta lên đây. Châu là cái bóng lại. Không được. Vân Hi cơ hòa đánh nào không tốt. Tỷ số là 4-3 nghiêng về đội anh Bớ. Giang kìa Giang, khướng Giang đấy. Ủa mà chú Sơn hồi nén bớ nó đời lên đá hay chú Sơn? Anh bớ đời lên đá. Thì lấy hai coi nè. Xa cái luôn. Rồi hào chỉnh mà. Tự hạ sao? Tự hạ mình luôn. Tình xấu rồi nó coi sao? Đeo chân. Đeo chân chứ làm gì mà chứ làm gì mà cái mặt nó lắc được. Ô thằng này hầu giờ chỉ nó không biết rồi trỏ. Hầu hù cái tên luôn rồi sao? Chảnh á, thằng chữ mày nhiều nhất á, chữ con nhiều nhất á. À, cái này có hả? Chữ tao đâu muốn đá đâu. Đi thay, thay ống rồi nào. Tuốt, tao không? Tao, biếu không? Chú xe, thấy người ta chơi chứ chứ chú xe. Cấm mà hù nha. Cấm hù nha. Không được hù nha. Giang chị luôn nha. Ê lu nè, lu tóc nè. Tao quá.
chân trái vô. Bơ không có phân biệt cái banh nào chuyền về, cái banh nào mà ấy nè, sao vậy? Chuyện gì đó? Ê thằng kia đá công hồ nha. Anh bên kia. Rồi anh đâu? Anh Giang. Ờ. Ngon. Anh biếm được. Thấy người. Kỳ Minh bước vô nè. Đề nghị anh cảnh đá không hùn bớ nha. Bớ cứng rồi lạnh. Tốt thận. Xeo dẫn đến xeo á. Ê tàu bông xuống đâu. Mài vô. Ủa đánh con đâu vậy? Ủa ai bè vậy? Ủa chạy chạy nước miếng luôn. Ờ mình gì? Tỉnh nào? Tỉnh có. Ấy nó rủ rồi, đá kèo rồi. À chuẩn bị tham gia. Hồi sáng nó bốc xem giải thao võ mà. Còn đấy tham gia. Cái đuổi quách như nó khinh đuổi ngoài thì sáng cầu. Nó mang đi mua gì đó. Còn đá lại đụng họ bên tỉnh này mà nói vậy. Cái bạn quách vậy? Quách Ninh đó. Quách Ninh là đội Paris ha. Paris hôm bữa mình rủ qua tới giờ nó chưa dám qua. Lên Nghiên ha. Ờ, Lên Nghiên. Xin lỗi các bạn vì số kỹ thuật chúng ta đã trở lại từ đây. Sau một là sẽ có cúp điện chúng ta đã trở lại bằng một cách mới mẻ, cực kỳ độc đáo. Vấn đề là cầu thủ tất cả rồi. Một hai một quan người cực kỳ là đẹp gấp không ta. Tất cả chuyên ra đây. Một hai để bóng không cấp của cầu thủ nhà tiến rồi. Không được, một hai để bóng không cấp của cầu thủ mà ra thay nha mấy em bạn. Chẳng lấy. Dân chặn chặn lại cái banh nó gọn gàng coi. Nhưng mà giờ Dân đang phát phát chuyển tốt hậu khi sút không giờ trường đá. Ừ, giờ Dân nó biết trường rồi. Hồi lúc có bên này chấm đường đá. Nhưng mà dáng không tốt mà. Chứ đâu phải xuống môn được cứ nhanh nhanh đâu hả? Một lúc Dân sút tốt hơn bây giờ. Thủ môn Văn Bớ cao hòa để bóng lột hát rồi. Một hai thi đấu không tập trung của cầu thủ Văn Bớ. Để xong tại là 3 điều. Nhìn về cả hai đội. Thằng Bớ nó tới đó nó không tập trung rồi chứ không. Thằng Bớ nó ní ra mà. Đây là đội tuyển kiểu cầu thủ với đội tuyển là tương lai của đội trường Tô Vĩnh Viễn. Mang lớp 9 là kiểu đâu. Mình chơi lên lớp 10 còn mang đây là tương lai của Tô Vĩnh Viễn. Là thành kiểu vương rồi chứ sao? Kiểu Tô Vĩnh Viễn với tương lai của Tô Vĩnh Viễn. Trời ơi, tấp vô. Đấu thôi. Bên vừa đấu đá nữa. Đâu thấy. Anh hồi giờ anh đâu biết, bữa giờ anh đâu biết. Anh hồi giờ chưa biết
Kim Bốc, ở lại không? Có tiền cơ. Đi tiền ai chứ sao? Đâu ngang chỗ anh Cảnh ấy, hàng vô. Chú Sơn đừng làm lực để chú Sơn thì mới. Em kêu ở trên chút nè. Vừa đứng vừa hát luôn à. Không liệt vị nhờ vô cũng thành đi chứ, không liệt vị nhờ vô cũng thành đi chứ. Chú Sơn tìm tay vào không? Lúc chú Sơn tiếp vào số 3 nè. Số 3 hồi. Lúc tiếp vào rồi. Ba đồng Timor. Chú Sơn lúc tiếp vào chú Sơn trường đảm vợ. Lúc đá hầu vẫn đang là... Ông cũng chụp quân. Ông Phụng đô à? Không, Phụng... Tao bỏ Nguyễn Khách Phụng á.